Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Hai Dio nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục ăn cua các bạn. Nó không giữ thì nó định táp mình kìa. Wow, con cua hoàng tử nữa nè. Nay ông xã mình mua cua Cà Mau về đã cho hai mẹ con ăn các bạn. Nhìn con cua nó sống mà nó ngon. Còn nó định táp mình nè. Con nào con ấy bự. Wow, đã rồi chưa? Thôi giờ mình im đi rửa rồi mình mần nha các bạn nha. Nhìn nè, cua quá trời luôn. Đó. Nó có thể thả ra bơi tung tăng nè. Thả mấy sỏi sẵn nó trói rồi. Cái này cua này á, mình muốn á, ăn ăn mà giữ càng khi mà luộc chín á. Rồi mình sẽ lấy dao mình ghim mấy ông đang sống nha. Còn mình ghim nó vô ngay chỗ cái này nè. Chỗ cái dưới cái bụng cái tay đó, phía trên cái tay đầu đó. Lấy dao mình ghim vô. Vậy đó. Khi mà chiếc nó chết như vậy là nó sẽ nó tự nhiên khi mình đột á, nó sẽ không có bị đụng càng. Cái nước cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rửa cho nó sạch hết rồi các bạn. Mình chàm đổ cho sạch hết rồi mình đem đi hấp bia. Hấp bia không nhà mẹ? Nhà mình còn lon bia đó. Giờ mình đem đi hấp luôn. Yeah. Rồi mình đem đi hấp bia các bạn. Wow, rất là ngon luôn, đang sôi sùng sục nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình làm nước chấm rồi mình chuẩn bị mình xơi thôi. Giờ mình đi kiếm nước chanh mình hái, mình làm muối ớt chấm với cua. Này, hai mẹ ra chanh. Cái này mình lấy mình học rồi mình làm thôi. Ây da. Mình hái mấy cái ớt nữa các bạn. Ê ớt. Ớt nó chín rồi. Đây ớt đây. Kiếm càng cỏi lắm hai chứ. Chanh hai ớt. Nó chanh với ớt rồi. Mình hái được một mớ ớt, vài lá chanh và vài mấy trái tắc. Mình có thêm 2 muỗng đường, 2 muỗng muối và một ít bột ngọt. Bây giờ mình chuẩn bị chế biến nha các bạn. Đầu tiên là mình đâm ớt cho nó nhuyễn. Mình thì tùy theo khẩu vị mọi người nha các bạn. Mình để ăn cay nên mình hát hơi nhiều ớt. Nếu các bạn ít ăn cay thì mình bỏ 1 cái, 2 cái ớt là được rồi. Tại mình ăn cũng ăn cay hơi nhiều á, mình bỏ hơi nhiều ớt. Sau đó thì mình bỏ một hộp muối, đường, bột ngọt vô nha các bạn. Cho nó nhuyễn luôn. Cắt vài cái lá chanh vào cho nó có mùi thơm. Kế tiếp là mình cũng nặng tắc vô nha các bạn, cho nó chua chua cay cay. Nhìn cái tô muối ớt của mình nó hấp dẫn hay chưa. Và điều một đẹp đặc biệt ở đây là mình có một bí mật nha các bạn. Mình sẽ bỏ thêm một tí sữa vô cho nó có hương vị đậm đà nha các bạn. Và tiên tiên tôi đã chấm mình đây các bạn. Nhìn hấp dẫn hay chưa?
Hai mẹ con mình xin chào cả nhà nha. Nay mình lại ăn cua. Muốn cua Cà Mau cua Gạch Son nha cả nhà nha. Rồi nhìn con cua nè. Đầu ô càng nó bự. Mình mở ra nha. Wow! Gạch quá trời luôn các bạn nhìn nè. Hấp dẫn chưa? Trời ơi sao bạn nghĩ vậy? Wow, đúng là chất cua Cà Mau luôn. Cua này về á mình ông xã mình mua á các bạn mình đem về mình hấp bia á các bạn. Rất là ngon luôn. Ui mẹ ơi. Wow, đã quá. Ui mẹ ơi. Bây giờ mình bẻ cái mấy cái ri ri của cái phổi cua ra nha các bạn. Cái này là chúng ta cũng gọi là bóng đái nè. Bẻ ra là mình ăn. Wow, các bạn nhìn nè, con cua nè, gạch nè. Thích chưa? Các bạn. Mê chưa? Nhìn thấy mê quá. Ui, sao mà nó nhiều quá tối dài. Nhiều quá thấm hơn cua khác. Ừ, bữa nay lần đầu tiên con ăn cua gạch luôn á. Rất là ngon luôn, lâu lắm rồi ba mua cua gạch cho con ăn. Mình bẻ cho con ăn nha. Sáng ông xã mình hỏi hôm nay hai mẹ con mình thích ăn cái gì. Tại hôm nay các bạn ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Ông xã hỏi em thích ăn cái gì. Thôi mình đột nhiên mình nói em thích ăn cua, mà thích ăn cua gạch nữa. Không ngờ mà chút xíu đem về là ổng đem về một đống cua gạch cho hai mẹ con mình ăn luôn. Thấy mê chưa? Gạch nè các bạn. Thích không? Đó. Quay đi con. Thích mà cả nhà. Con thử đi. Dở quá. Ngon mà. Ngon quá ngon luôn các bạn. Bẻ ra. Wow, đây nè các bạn. Gạch nè. Wow, ngon mà quá. Cả nhà cùng dùng cua với hai mẹ con mình nha. Ngon quá. Wow. Đây nè, gạch nè con. Ăn thử đi, ngon lắm. Ăn lấy thịt ra nha con. Ngon quá ngon. Nè gạch nó nè các bạn nhìn nè. Thấy thích không? Ngon quá. Chấm miếng. Béo. Béo quá dùng béo luôn. Béo không? Rồi các bạn, thấy gạch nữa nè các bạn. Đã chưa? Mình xin mời cả nhà nha. Chấm nước chấm vô. Chấm mình đây. Chấm này, chấm mình mới làm đây. Chấm rồi. Ngon quá. Còn miếng nè. Mình thì mình ăn cua mình kén các bạn. Mình ăn cua thì mình chỉ thích cua Cà Mau với lại cua Cần Giờ thôi. Tại vì lúc trước mình ở nhà bè ở Nhân Đức á, tại mình cũng đi hay bắt cua á. Tại vì cua này nó sống trong nước lợ, thường nó hay ở trong mấy bụi dừa nước á các bạn. Nó núp kỹ lắm. Thì mình ở đó đó mình với chồng mình cũng hay đi câu cua, nên mình chỉ thích ăn cua Cần Giờ với cua Cà Mau. Mà cua Cần Giờ với cua Cà Mau là ăn rồi hết sảy luôn. À không hổ, không thể là chơi được hết. Con là ăn thật lắm. Con là ăn cua gì cũng thích ăn hết. Tại vì mẹ cũng ít ăn cua lắm, nhưng mà mẹ chỉ thích ăn cua Cà Mau với là cua Cần Giờ thôi. Mấy món hải sản mà con cua ở Nhân Đức nhà bè đó. Gác là Cần Giờ á. Cái hỏi mấy hải sản ăn không? Có gạch nè. Cắn ra nãy nha. Con bỏ cái muỗng này ra đi con. Ủa, cắn hả? Con muốn cắn. Nó mà mọi người cùng ăn con. Đây nè các bạn. Cua rất là ngon luôn. Chắc thịt vô giường. Mình xin mời cả nhà ăn cùng hai mẹ con mình nhé. Ngon quá. Cua để đâu ra thịt nhiều quá vậy. Mấy cua rẻ đâu ra nhiều thịt quá. Mình có bạn á, tại ngày xưa mình cũng đi hay bắt cua á bạn. Bạn mình nó cũng hay bắt á. Mỗi lần có cua là nó hỏi mình là có ăn cua không. Nó chừa lại. Hôm nay mình hỏi thăm nó có cua mừng quá. Nó đem cho mình nha.
để cua được cua ngon nữa, cua gạch nữa các bạn. Nó để cho mình chỉ có 400 ngàn một ký thôi. Cái này mình mua chắc cũng khoảng 1,5 kg nha các bạn nha. Chắc cũng khoảng 700 ngàn. Nè, con ăn đi. Nè, con tách thịt ra ra. Đây nè, tách thịt ăn con. Thích không? Lần đầu tiên con ăn cua gạch đúng không? Lúc trước mình hay đi câu cua cùng với đám bạn, mà giờ mấy đặng vô nước nó bây giờ nó cũng dẹp hết rồi các bạn. Giờ dân ở nhiều quá, người ta cũng xây nhà nhiều á, nên giờ cũng dẹp mấy đặng vô nước nó hết rồi. Chỗ này trước mình làm bắt cua đó thì nó cũng gần biển á các bạn, cua cũng rất là nhiều luôn. Ăn cua này nhớ ba nhớ mẹ. Mỗi lần mà lúc nhóc này nó còn nhỏ, mỗi lần về quê thăm nhóc nó là mình phải mua hải sản, mua cua, mua ghẹ về cho hai ông bà ăn. Chàng ơi ông bà thích lắm các bạn, ăn mà cứ khen miết thôi. Giờ dịch bệnh cũng gần cả năm rồi không có về được với ông bà, cũng nhớ ba nhớ mẹ quá các bạn ơi. Không biết dịch này chừng nào cũng mau hết nữa để mình về mình thăm ông bà. Ủa nè con, con ăn đi con. Nè thịt nè con ăn đi, ngon quá. Cảm ơn ông xã nha, ông xã ngồi ăn cơm cho ăn chung nè. Cái này cho mà ăn. Ngon quá. Hôm nay được ăn cua gạch luôn. Lâu lắm rồi mình không có được ăn. Chúc ăn sao. Ngon quá. Đây. Đây mình lấy gạch cho con nè. Ui, con cá mà ăn ba. Nè, ăn con. Cần ca nha. Ủa? Anh đi làm sao? Ngon quá các bạn ơi. Lâu lắm là mình có mới có ăn cua ngon như thế này luôn các bạn. Mình nhớ đợt mà mình đi bắt cua đó cùng với nhóm bạn á. Trời, mỗi lần mà thấy con cua bắt được nó, trời ơi, mình la lên mình thích lắm. Giờ cũng lâu lắm rồi, cũng cả 7-8 năm rồi. Không có đi trong chơi như là trước nữa. Cái gạch nó ngon quá. Ba ăn đi ba. Các bạn chấm nè, chấm lên nè. Gạch nó béo, nó béo mà ngon, chắc thịt nữa. Là có mấy cái này ra quá à. Đúng là chất của Cà Mau luôn. Ui, cho miếng thịt, cho miếng ghẹ nè. Quá. Tàu của mẹ ơi, một cục rắn của mẹ ơi. Đây nè, con xin mời. Con xin mời cô chú. Ở trên mặt chú còn ăn gì với con. Ừ, ăn đi con. Tàu ồn miếng gì nhà bá lửa luôn nè ba. Ngon quá các bạn. Bây giờ á, con lớn rồi chứ hồi xưa ha, ba mẹ đi ha, đi hái dừa nước nữa, đi lội xuống ao á, mấy bụi dừa nước á, chặt
chặt là ái ăn nó thơm lắm. Mẹ thì nước hay sống như nước hả mẹ? Đúng không? Thì nước sống như nước. Mấy gạt lửa luôn. Từ lúc sinh con tới giờ là mẹ không thấy dâu được hết á. Ngon quá các bạn ơi. Ê chà. Ủa chà ông xã mình không ngại, ông không có ngồi ăn chung. Chỉ có hai mẹ con thôi. Quét muối hết rồi, có thơm mà chanh nữa, ngon. Ngon quá. Cua này mua người quen đó con. Con đâu đó. Chú chú bỏ đi nhà mình á, chứ gặp kiếm giờ cũng khó. Khó. Ui con cua này nhiều bạch quá. Thật ngon lắm á. Đó nè. Rác ăn thơm, đây là dưới cảnh mặn nó ngon thế nè. Wow, cái gạch đâu con? Nó còn nè. Cái mùa nó cũng nhiều gạch lắm nè các bạn. Gạch không à. Đây nè các bạn. Béo quá. Con bây giờ làm cái gạch. Tôi mẹ ơi, mất mùa. Ba con không ăn. Thèm quá. Béo quá, béo không bà. Cảm ơn ông xã nha. Ta thấy cái mặt ba thèm lắm luôn. Ba con ngại. Làm cái gạch cua. Cái mùi nó gạch ong luôn. Ngon quá. Nhóc thì mình nó cũng nhỏ đó, thỉnh thoảng mình cũng lo lo mua cua mua ốc về cho tụi nó ăn tôm nữa, cho nó có cái chất canxi á để tăng chiều cao các bạn. Vậy mà mình không biết sao nó cứ ốm hoài các bạn. Ừ. Muỗng này nó cay nè, muỗng cái đống nè con, muỗng này của con mà, khoan đi. Nước chấm đó không? Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, có hương vị chanh. Chấm miếng cua vô. Nhức cái nắp luôn. Ngon quá cháy. Cua này nó thịt chắc mà nhiều gạch nữa. Ngon quá. Mình định mình xào me. Mình thấy nhà có cái lon bia. Thôi mình hấp bia luôn. Đây mày lấy chưa? Lấy nè. Đây nó gặm đi. Đây nè. Thành trái dưa leo. Ngon quá ngon. Cái mất không phải tự.
càng chắc thật ghê luôn các bạn. Đúng là cua chắc luôn. Đá con cua còn mẹ đá con cua nè, cái con cua đấy chứ có cành nữa nè, cái con bự con cua kêu này nè. Wow, ngon quá. Dạng đầu tiên cua gặp cua là thì ít thịt hơn con cua thịt. Thấy thịt nó ngon con? Ngon. Có gì cứng? Ừ, nó hơi cứng cứng nhưng mà nó béo, sực sực rất là ngon. Mẹ lấy cái cạn cho con. Cái màu gì nó béo. Chút mẹ lấy cái cạn cho con trai mẹ. Con ngoan á, con ngoan con giỏi, con học giỏi là ba mẹ nào cũng thương con hết. Nè, ba mẹ con. Nhưng mà sao nó lạ quá vậy? Đã miếng dừa leo rồi. Mỗi lần á mà ba mẹ về á là đem cua này về là ông bà ngoại thích lắm. Tại dưới Tây Ninh á không có cua. Ít mấy cua này lắm. Ở dưới Tây Ninh đâu có bao giờ có cua. Không có cua biển này. Về dưới Tây Ninh có biển. Ngon quá bạn. Giờ mình ăn con bây giờ ăn cua gạch nó hay là ăn cua thịt nè? Cua gạch. Gạch nó hả? Chừa cho ba ăn đi. Không, ba không ăn. Ba không ăn hả? Wow, cua gạch nè. Wow. Đây. Đây là nhìn sai rồi đó. Đây là gì vậy? Wow. Wow, con này chắc gạch khủng bố hơn nữa quá. Wow, cũng gạch không các bạn ơi. Nè các bạn nhìn nè, không thua kém luôn, gạch không là gạch. Đúng là chất cua Cà Mau luôn. Đầu tiên quét sạch thì yến chứ đại tài ở chị yến. Wow, thèm luôn. Màu quá. Nhìn cái yến thôi có ai thèm rồi. Rồi ơi, yến cũng ba nó ăn mà ba nó không ăn. Gạch này các bạn. Đây. Gạch đúng chắc luôn. Đúng là chắc cua Cà Mau luôn. Các bạn mà thích ăn cua á, bạn nên mua cua Cà Mau. Cua Cà Mau với lại cua Cần Giờ các bạn. Rất là ngon, chắc thịt luôn. Mình thì mình cũng kén ăn cua lắm. Mình ăn cua ngon mình mới ăn. Mình nó khó nhưng mà cua ngon mình mới ăn. Đây nè, mình bẻ này các bạn. Wow, thấy không? Đó, rất là ngon luôn. Gạch không là gạch. Nè, gạch không là nó đã no rồi. Ăn gạch nó ăn no hơn cơm đấy đó. Ngon quá. Ừ, ăn gạch ăn no hơn cơm luôn. Chắc cháu không có ăn cơm luôn quá. À, đây, gạch nè các bạn. Mê chưa? Quá wow. Gạch nè ăn ngon cơm. Ăn con cua này ăn ngon luôn à. Còn hơi ngon. Coi em đi. Ban của thừa không thấy no đâu ban.
này thật nhiều quá các bạn ơi. Ăn chắc hai cái này no no cái bụng luôn rồi. Còn hai nhén nữa. Wow. Đây gạch đây nè. Gạch này mặt bự. Các bạn nhìn gạch nè. Thích chưa? Con này dữ cho ta nha. Con này ngon hơn con kia không? Mình xin mời cả nhà nha. Qua đây, qua đây. Ủa, ngon quá bạn ơi. Gạch nó rất là béo luôn. Ngon quá ngon. Đây này gạch nè con. Nhiều lắm con đi. Ba gạch nè, con cầm nó đi. Ngán quá. Gạch nó ăn nó béo lại lắm, dễ ngán, nhanh ngán, mà nó rất là mau no. Này, mình ăn cái gạch trước nè. Con lấy một bên nè. Hừ, cái mùi luôn gạch không các bạn, đây này nhìn nè. Ok chưa? Trời ơi, cái này chắc mình ăn ba con mình xỉu luôn nè. Con mình nó nói gặp nhiều quá mẹ hơi ăn ngán luôn. Ăn nhiều nó ngậy á con. Bao la đặt luôn á. Ủa ba, ba ngậy là cái gì ba? Nhiều quá. Ngậy quá. Nhiều quá. Đây hạt này nè. Ui da. Biết gì không tạo ăn vua nè. Biết gì à, thì ngon lắm các bạn. Ừ, được. Không là thịt. Ăn đi con, còn lâu rồi có. Con ăn đi con, con phải hiếm lắm, cô chú mới nhường gạch cô gạch cho mình ăn đó. Tại vì cũng cô gạch nó được có hai con thôi. Một ấy có chỉ có hai con như mình ăn thôi đó, cô nhường chú nhường cho con đó. Đây nè các bạn. Bạn ăn cô gạch thì bà xỉu liền các bạn. Ngon quá. Ăn lấy, ăn quá. Ba cái gạch đâu. Cảm ơn chú Hải nha, cảm ơn chú Hải đã tài trợ cua cho gia đình của mình. Ngon quá chú Hải rồi. Ngon xuất sắc luôn. Cảm ơn người nào rồi. Ừ, qua đây. Con hơi bị ngán à. Con hơi bị ngán. Con thật đi. Con đi à. Thôi con đi à. Đi hả? Xách luôn mấy con cua nè. Đi bà anh hăng luôn. Con đi nha nè. Bye bye. Let's free. Bye. Anh em già. Hai cha con đi à? Ngon quá. Chưa? Dạ. Sao anh? Có. Con mình nói nữa con no quá con gặp nhiều quá con no quá rồi. Anh đặt nhiều quá con ăn hết nổi rồi. Còn một mình. Thật sự luôn các bạn. Ăn con cua này nó đáng đồng tiền luôn. Tuy nó hơi mắc tiền xíu nhưng mà ăn rất là chất lượng. Mình ăn rẻ mua mấy con cua nó không có ngon các bạn. Ăn thịt nó rất là bở. Xương không à. Không có thịt bao nhiêu hết á. Mà vừa tiền mất mà ăn thì không được. Nên các bạn ăn cua, mua cua Cà Mau, đúng cua Cà Mau hay cua Cần Giờ thì ăn rất là chắc luôn. Thịt rất là ngon, chắc thịt mà ăn rất là ngon các bạn. Để mất tiền xíu mà ăn ngon được các bạn ơi. Ngon quá.
con mình với ba nó đi. Như anh mình à, qua cho hai con cua. Có lần á, mình cũng ham rẻ, thấy cua ngon quá, anh cũng rau rẻ mà chợ ngon quá, mình cũng mua về thấy ruột ở nước không, với là không thấy thịt gì hết trơn á. Từ lần đó mình sợ luôn rồi, thà mua cua mắc, mua chỗ quen uy tín, nhưng mà ăn rất là ngon. Mẹ mình dưới quê anh đâu biết đâu, lâu lâu mà dưới quê nè, cũng ít khi nào có người bán cua lắm, thấy có người bán cua cũng thèm mua các bạn, là bị dụ liền á, cua ngon nữa. Nó thấy mình đem hải sản hay là tôm á, ốc về thích lắm, mỗi lần về là cả nhà quây quần tán chuyện không hết luôn các bạn. Nhắc tới nhớ bà với mẹ quá trời luôn. Con gái ở xa nhà quá. Cái đó. Nhưng mà nó ngon. Mình cải. Ăn cua chấm miếng rồi sống. Hết sảy còn 7 luôn. Mình cũng no quá các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mời các bạn đón video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký, like và ủng hộ kênh giúp mình nhé, để tạo động lực cho mình phát triển tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye.